Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những loại thực phẩm này có thể loại bỏ độc tố hay là thải bỏ độc tố ra khỏi máu các bạn nhé, giúp cho máu của chúng ta sạch hơn ạ. Những cái thực phẩm này thì rất là quen thuộc với chúng ta nhé, hàng ngày chúng ta có thể sử dụng rất là tiện và khi chúng ta mua cũng rất là dễ dàng nhé. Những thực phẩm này thì nó có quanh năm ạ. Sau đây thì mình sẽ xin chia sẻ với các bạn các thực phẩm bao gồm như rau mùi, nghệ, chanh hay là tỏi và nước nhé. Thì hàng ngày chúng ta đều phải dùng những cái thực phẩm này rồi ạ. Nước không thể thiếu được các bạn ạ. Và những cái loại thực phẩm còn lại thì chúng ta có thể chế biến các món ăn hoặc mình uống vào rất là tốt nhé. Khi ta ăn những loại thực phẩm này là cách tốt nhất để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và duy trì sức khỏe tốt các bạn ạ. Máu mang oxy đến và dinh dưỡng đến cho các tế bào trong cơ thể nhé. Và loại bỏ được các chất thải như các chất ô nhiễm khác ạ. Làm sạch máu là một điều quan trọng để giữ cho cơ thể của chúng ta hoạt động bình thường và ngăn ngừa được bệnh tật ạ. Các loại thực phẩm lọc máu tự nhiên như là chanh hay là nghệ, tỏi các bạn ạ, và nước, rau mùi hoàn toàn có thể làm được điều này cho cơ thể của chúng ta nhé. Lý do làm sạch máu, máu chịu trách nhiệm vận chuyển một số yếu tố đến các tế bào để thực hiện các chức năng quan trọng sau như hô hấp bạ, mang oxy và loại bỏ khí carbonic ra khỏi phổi các bạn ạ. Thứ hai là miễn dịch, bảo vệ cơ thể và các tế bào bạch cầu và khoáng thể nhé, trong huyết tương của chúng ta nhé. Và thứ nữa là bài tiết ạ, vận chuyển protein, chất béo, carbon hydrate hay hormone nhé. Thứ năm là điều hòa, duy trì sự cân bằng độ pH và điều chỉnh được thân nhiệt giúp cho thân nhiệt của chúng ta luôn ổn định nhé. Máu thực hiện tất cả các chức năng quan trọng của cơ thể và đòi hỏi phải được luôn giữ sạch sẽ và khỏe mạnh ạ. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn các loại thực phẩm thực phẩm tốt để loại bỏ các tạp chất ra khỏi cơ thể của chúng ta nhé. Thứ nhất là chanh. Chanh thì các bạn có thể dùng nước chanh mình uống nhé, là cách lý tưởng để chúng ta thanh lọc máu và giải độc gan. Theo các nhà nghiên cứu thì gan tạo ra nhiều enzyme, từ đó từ nước chanh tươi nhé, hơn bất kỳ các thành phần thực phẩm nào khác. Nhờ đó có thể giúp chúng ta tăng cường khả năng gan nhé. Khi chúng ta lấy nước chanh này thì các vitamin trong chanh nhé, chất chống oxy hóa mạnh trong chanh ạ, thúc đẩy sản xuất ra glutathione ạ, loại protein và giải độc được gan nhé, rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Và loại củ thứ hai đó là nghệ các bạn ạ. Nghệ là loại gia vị thì trên có chứa nhiều curcumin các bạn ạ, hợp chất hoạt tính này nhé, có đặc tính giải độc và chống được oxy hóa tự nhiên trong nghệ nhé, tạo ra các enzyme giải độc và làm sạch
máu. Nên khi các bạn nấu ăn hàng ngày, chúng ta có thể chế biến những món ăn có thêm nghệ nhé, thì sẽ rất tốt cho máu của chúng ta. Mình cũng có video hướng dẫn các bạn về cách pha nước bột nghệ để uống tốt cho sức khỏe, hay là công dụng của nghệ tốt với sức khỏe của con người chúng ta như thế nào, tốt cho gan như thế nào, thì các bạn có thể xem video đó lại của mình nhé. Và nguyên liệu thứ ba đó là tỏi. Thì tỏi này thì chúng ta cũng dùng rất nhiều. Hầu như trong bữa ăn hàng ngày trong gia đình chúng ta đều có thể nấu tỏi lên, hoặc là mình pha nước mắm tỏi, hoặc là mình xào những món ăn lên có tỏi các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể ăn tỏi đen hoặc làm tỏi đen để mình ăn nhé. Tỏi sống là phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để làm sạch máu nhé. Sau khi tỏi sống được nghiền nát như thế này, đây ạ, các bạn nghiền hoặc nhai hoặc băm ra nhé, nhỏ sẽ sinh ra một allicin các bạn ạ. Bằng chứng cho thấy tỏi giải độc máu bằng cách bảo vệ gan khỏi các tác nhân độc hại gây ra cho cơ thể nhé. Cho nên khi chúng ta dùng tỏi rất là tuyệt vời luôn. Tỏi cũng có đặc tính kháng khuẩn mạnh, giúp lọc máu nhé, và giữ cho đường ruột của chúng ta không bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hay là virus nhé. Rất là tốt cho cơ thể khi chúng ta có thể dùng tỏi ạ. Và thứ tư nữa là một loại rau mà chúng ta có thể làm là một loại rau gia vị trong gia đình của chúng ta, mà khi chúng ta có thể kết hợp nấu ăn hoặc mình xào lên mình ăn sống cũng rất là tốt nhé. Đó là rau mùi các bạn ạ. Giúp cơ thể bạn loại bỏ thủy ngân nhé, và các kim loại nặng khác tích tụ trong máu qua đường ăn uống hoặc không khí các bạn ô nhiễm nhé. Chất diệp lục trong lá rau mùi giúp chúng ta giải độc được máu, và một số nghiên cứu cho thấy các loại rau họ cải chứa các hợp chất giải độc máu và bảo vệ gan nhé, hoặc là giảm viêm rất là hiệu quả các bạn ạ. Mà rau mùi thì rất là thơm, chúng ta kết hợp nấu món ăn gì có rau mùi cũng ngon nhé. Và loại thứ năm nữa là nước các bạn ạ. Yếu tố cơ bản của cuộc sống là nước. Cung cấp đủ nước cho cơ thể là có nền tảng giúp bạn khỏe mạnh ạ. Mỗi ngày chúng ta nên uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước nhé. Và không tích tụ độc tố, nước giúp chúng ta duy trì độ pH ổn định và độ nhớt của máu, và đào thải được các độc tố ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Uống nước đầy đủ giúp thận của chúng ta nọc chất thải ra khỏi máu tốt hơn ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn thực phẩm loại bỏ được độc tố cho máu nhé, ra khỏi máu rất là tốt. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.